Sự chậm trễ này đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của 48 hộ dân phường Xuân Phương. Hạ tầng giao thông thoát nước nhiều năm nay không được đầu tư cải tạo, khiến nước thải, nước mưa không có chỗ thoát. Cả khu dân cư phải sống chung với úng ngập, ẩm thấp. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm cho biết, trước đây chủ đầu tư dự án thực hiện giải phóng mặt bằng. Năm 2019, công việc này giao cho quận thực hiện. Sau khi tiếp nhận, quận Nam Từ Liêm đã triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Tuy nhiên, do dự án kéo dài nhiều năm, chính sách giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại thuộc dự án